Đồng nghiệp ngỡ ngàng khi tôi tăng giảm số lượng trên Excel bằng cách nhấp chuột như thế này. Bạn xem hết video này để biết cách làm nhé. Cách làm đơn giản như sau. Đầu tiên, bạn vào thẻ Developer. Bạn chọn Insert và tích vào mũi tên nhỏ này. Chọn cho mình biểu tượng này, mũi tên lên xuống. Tiếp theo, bạn vẽ biểu tượng vào đây. Bây giờ, bạn chuột phải và chọn Format Control. Tại phần Cell Link, bạn tích vào đây và chọn ô chứa số lượng, tức là ô C5 này. Ok, bạn nhập giá trị vào đây. Và khi cần tăng giảm thì bạn sẽ tích chuột ở đây nhé. Đừng quên đăng ký kênh của mình để xem thêm nhiều mẹo hay trong Excel nhé.